tháng từ bước N3, N2 và N1 bạn bắt buộc phải học dự đoán đề tháng 7. Wow. Và trên đây chữa toàn bộ 100 câu này là trong đề thi thật 10 năm gần đây. Và có một số câu trong sách Hàn Quốc đó là dự đoán đề thi tháng cho tháng 7 năm nay. Hôm nay thì như buổi trước thì chúng ta sẽ có 10 hiệp. 10 hiệp nhá, 100 chữ Hán chia thành 10 hiệp và kết thúc 10 hiệp chúng ta kết thúc chiếc livestream này tại đây. Rồi, đề tháng 7 2010 nha. Ở đây chúng ta có chữ tương đi với chữ hỗ đọc là gì? Tương hỗ thì thằng nào có trường âm? Đấy, bạn nào học tích hợp này học 50 ngày trên đây dạy rồi, tương hỗ thằng nào có trường âm đây? Thằng tương có trường âm là bởi vì nó kết thúc bằng ng và nó có 4 chữ cái trở lên. Còn cái thằng hỗ, hỗ có 2 chữ cái mà kết thúc bằng ô thì không bao giờ có trường âm. Cho nên đáp án của mình là sambang, đúng không ạ? Sogo desu ne, lẫn nhau, lý giải lẫn nhau, tức là hiểu lẫn nhau ấy, hiểu biết lẫn nhau ấy. Ok, câu số 2 chúng ta có gì đây mọi người ơi? Phong cảnh nhá. Đấy, chữ chữ cảnh sắc của sensei mọi người nhìn xem là 1 hay là 2 nhá, mọi người sẽ phân vân đấy. Rồi đáp án của mình là 2 nhá. Keshiki, keshiki nhớ nhá, không có trường âm. Mọi người nhớ nhá, chữ trong cái chữ cảnh này thì nó không có chữ y, cho nên là 2 nhá, nhưng mà đi thi nhá, rất nhiều bạn chọn 1. Lưu tâm với sensei câu này là 2, được chưa? Rồi câu số 3 nào. À, huấn luyện này, tổ chức huấn luyện đó là gì đây mọi người? Phòng tai này, phòng tai mọi người sẽ đọc là gì đây? Đúng rồi, câu này mình sẽ có là bô sai nhá mọi người. Hai, đúng không ạ? Bô sai, chuẩn luôn. Ok, gì? Câu số 4 nè. Câu số 4 chúng ta có gì đây mọi người? Quy mô, đúng không? Chữ quy đi với chữ mô. Tổ chức với một quy mô gọi là quy mô lớn nhất. Sai đai, đúng không ạ? Thì quy mô ở đây là số mấy cho sensei ạ? Kibo desu ne, kibo. Cho nên đáp án sẽ là 1, kibo. Câu số 5 chúng ta có trí cấp, đúng không ạ? Trí cấp là gọi là gì đây? Cực kỳ là khẩn cấp. Sư cự nhí desu ne, cực kỳ là khẩn cấp. Vậy câu này chúng ta chọn gì ạ? À, shikyu, đúng không? 3 nhá, shikyu, đúng không? Trí cấp là ngay lập tức khẩn cấp. 3 nhá, mọi người, shikyu. Rồi, câu số 6 là chúng ta có quan hệ mật thiết ạ. Quan hệ mật thiết sẽ là gì mọi người ơi? Chúng ta có là mixetsu. Quan hệ mật thiết ở đây sẽ là mixetsu. Ok chưa? Rồi, câu số 7 nè. Chúng ta có gì đây ạ? À, câu số 7 mọi người nhìn ạ. Chữ trang này có chữ trí. Ừ, trang trí mọi người ạ. Cho nên xem nào. Tức là đây là một cái trang thiết bị. Một cái thiết bị nó sẽ giúp chúng ta lọc sạch, đúng không? Nó sẽ làm sạch nước. Chuẩn luôn. Câu số 7 gạch ngang xem xem nào. So chi nhá, so chi. Chữ trang này sẽ có trường âm và chữ chí này sẽ là chi. Ok chưa? So chi là trang thiết bị. Rồi, tiếp đi. Câu số 8 nè, chúng ta có tiêu điểm mọi người ạ. Chữ tiêu đi với chữ điểm đọc là gì? Tiêu điểm của cái bộ cuộc bàn luận giron, đúng không? Thế thì tiêu điểm nhá. Ừ. Show tên, đúng rồi, đáp án của mình sẽ là show tên. Tiêu điểm chúng ta sẽ đọc là show tên nhá. Được chưa nào? Câu số 9 là chúng ta có từ trả sách trong thư viện nhá mọi người. Chúng ta có là hen kép cự, đúng không ạ? Hen kép cự là trả lại sách cho thư viện, chúng ta có hen kép cự. Rồi, câu số 10, đề tháng 12 năm 2012, chúng ta có từ mảnh vỡ, đúng không ạ? Mảnh vỡ của cái thủy tinh. Mảnh vỡ của thủy tinh chúng ta đọc là gì đây? Cho xem nào. Chúng ta có hà hen. Hà hen là mảnh vỡ nhá. Hà hen. Ok chưa? Rồi, kết thúc 10 câu đầu tiên, chúng ta chuyển sang 10 câu tiếp theo. Rồi, câu số 11 trong đề tháng 7 2013 chúng ta có gì đây ạ? À, gọi là mời rủ học sinh mới vào cái câu lạc bộ của mình, đúng không ạ? Mời rủ thì chúng ta có gì đây ạ? Đáp án của mình là kanji. À, đúng rồi. Gọi là mời rủ, dẫn dụ nhá, thì cái chữ dụ này, chữ trong chữ xà xôi này mọi người nhìn được không? Cái chữ dụ này nó sẽ có trường âm bởi vì nó kết thúc bằng u. Kết thúc bằng u thì sẽ có trường âm nhá, đây là trường hợp đặc biệt. Cho nên sẽ là kanji các bác. Ba, nhớ sensei chưa? Rồi. Suki, câu số 12 trong đề tháng 12 năm 2013, câu số 12 chúng ta có gì đây ạ? À, cực kỳ là sạch sẽ, đúng không? Sạch sẽ ở đây chúng ta dùng cái từ đó là thanh khiết. Rồi, đáp án của mình sẽ là C, kết dự. Ồ, đúng không ạ? Thanh khiết sạch sẽ thì sẽ là C, kết dự. Câu số 13 chúng ta có gì đây? À, phạm vi rộng, đúng không ạ? Giá xăng đã tăng trên phạm vi rộng, diện rộng chúng ta có từ để đọc là gì? Trên diện rộng chúng ta sẽ chọn là ô ha bà, ichi bà, đúng không ạ? Trên diện rộng thì chúng ta sẽ có cách nói là ô ha bà. Đấy, học thuộc vào CC. Rồi, câu số 14 nè. Câu số 14 chúng ta có chiến thắng áp đảo, đúng không nào? Chiến thắng áp đảo chúng ta sẽ đọc là gì đây? Asho nhá. Asho, ok chưa? Chiến thắng áp đảo. Rồi, từ khi câu số 15 nè. À, một cái văn show là một cái bài văn cực kỳ lá. Đây, mọi người nhìn nhá, từ này đọc là gì?
Đó, bài văn là gì đây? Nhìn nhá, chữ ấu đi với chữ chỉ đúng không? Từ này trong cái từ mà gọi là trong cái vườn trẻ đấy, nhà trẻ mẫu giáo nó có đấy. Vậy đáp án của mình là ba chuẩn luôn. Chúng ta có từ này là Yochina, ba nhé các bạn, ba Yochi, bài văn rất là trong sáng đúng không? Rồi, giờ đi câu số 16 chúng ta có gì đây ạ? Cuộc sống gọi là phải phải chạy trốn đúng không? Tô bộ một nhá, có trường âm đúng không ạ? Cả hai đều có trường âm, chúng ta có là tô bộ, nhớ nhá, chạy trốn, tức là nếu mà không chạy trốn thì sẽ chết đấy, mọi người nhớ không? Chữ này trong nghi ghê được này rồi, chữ này là trong tử vong, nếu không chạy trốn thì sẽ chết, nên là phải cuộc sống lưu vong chạy trốn ấy, sang lưu vong sang nước khác ấy. Tô bộ có trường âm. Câu số 17 thì thi trong đề tháng 7 năm 2015, chúng ta có từ tỉnh lược đúng không? Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta rút gọn. Chúng ta có sô ria cự đúng không ạ? Sô ria cự là tỉnh lược. Chữ này âm cơn của nó sẽ là hà bư cự này, chứ còn chữ âm dấu sẽ là việc cư sự. Đấy. Rồi, giờ ghi câu số 18 chúng ta có thể tham gia vào những cái gì của trường học đây? Hành sự đọc là gì đây? Gyoji, đúng rồi. Gyoji từ đầu nghĩa của nó là event nhá, sự kiện. Để ví dụ như là Dento Tekina Gyoji sẽ là những cái sự kiện truyền thống. Rồi, câu số 19 ạ. À. Thì câu này người ta thi người ta bảo là tổn hại. Tổn hại đọc là gì các bạn ơi? Tổn sẽ là xôn rồi, vậy là 3 2 4 ạ. Tổn hại sẽ là xôn gai nhá mọi người, xôn gai. Nhớ cho xe. Câu số 20 là gì ạ? Chất lượng sản phẩm nó đi xuống. Chúng ta có từ hình xích dự. Đúng không các bạn, nhìn ra không? Chữ này là hình xích dự là chất lượng sản phẩm. Và đây là chữ liệt nha các bạn. Liệt cũng là sao? Khi mà cái sức lực của mình nó bị sự cơ nai nó bị nhỏ đi ấy, thì đây là chữ liệt. Đúng không ạ? Và chất lượng sản phẩm đi xuống chúng ta sẽ có cách đọc là gì đây? Otorimasu. Được không? Otoru. À, kết thúc 20 câu đầu tiên rồi, chúng ta đã đi qua 20 trên số 100 câu rồi. Các bạn sẵn sàng sang câu số 21 chưa nào? Tháng 12 năm 2016 thi. Đó là gì đây ạ? Vẻ ngoài đúng không? Anh này, anh Sato ấy thì không những là tính cách tốt đâu mà cái vẻ ngoài thì cũng rất là đẹp trai. Vẻ ngoài là gì đây? À rồi, chúng ta có đáp án là hai nhé. Yoshi. Mọi người đang bị nhầm với từ yosu đấy. Yosu là bộ dạng, ví dụ bộ dạng hốt hoảng, bộ dạng lo lắng đúng không? Còn ở đây yoshi mang là vẻ ngoài, nó bằng từ kakko ấy. Kakko mà mình khen có ai đấy đẹp trai là kakko gái y thì là kakko ấy. Đó, thì đây nhá. Yoshi là vẻ ngoài. Hai nhé các bạn. Chúng ta có cái gì đây? À, đây mọi người ơi. Đấy, tháng 7 năm 2017 nè. Cái gì đấy ạ? Để cho không khí nó không vào được thì hãy hãy làm gì đây? Gọi là cái không gian kín ấy mọi người, không gian mà không có một cái kẽ hở, là không gian rất là kín ấy. Chữ này của CC là chữ mi nhá. Mi, mịch p. Ờ đáp án là hai nhá. Mịch p, đáp án là hai. Đó mọi người, không gian kín. Thứ ghi câu số 23 trong đề tháng 12 năm 2019 chúng ta có là gì ạ? Vết thương nhẹ. Vết thương nhẹ đây là cà rươi đúng không? Đây là ký dự nè, đúng không ạ? Thì ghép lại chúng ta đọc là gì? Kê-sô, đúng không? Vết thương nhẹ là kê-sô nhé, chúng ta dùng hai âm ô chúng ta ghép với nhau. 24 trong đề tháng tháng 12 năm 2019 á, gánh nặng đúng không ạ? Gánh nặng chọn gì? Chúng ta có gánh nặng là futan, bốn chuẩn luôn. Các bạn đều làm được câu này. Tháng 12 năm 2020, đề này vừa mới thi xong các bạn ạ. Máy bay nó bắt đầu hạ cánh đúng không ạ? Máy bay hạ cánh dùng từ gì cho xe ạ? À? Cargo đúng không ạ? Cargo hạ cánh nhá, cargo nhớ đấy. Câu số 26 chúng ta có là gì ạ? Đúng không? Phủ nhận đọc là gì cho xe ạ? À? Chúng ta có phủ nhận sẽ là kyohi đấy nhé, không có trường âm cho nên đáp án là ba, các bạn comment rất chuẩn. Chữ cự đi với chữ phủ. Phủ thì là hi rồi, ví dụ trong phủ định là hite đúng không? Thế còn chữ cự là không có trường âm nhé mọi người. Chữ cự là hai chữ cái kết thúc bằng ư này, kyo, được chưa? Ba. Tiếp theo câu này thì CNC nghĩ là sẽ có thể thi vào nhá. Tử hình này chúng ta có diễn xuất rất là nhiệt huyết đúng không? Rất là nhập vai, tức là bạn ấy thật sự bạn ấy nhập vào cái vai đấy, thì chúng ta có cái từ này gì ạ? Chúng ta gọi là netsuen đúng không ạ? Netsuen không có âm ngắt nhé, không có âm ngắt, các bạn đi thi câu này nhớ chọn hai CNC nghĩ là câu này sẽ vào đề N2 năm nay. Sugi, chúng ta có gì đây ạ? À, ngư nghiệp. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, chúng ta có là ngư nghiệp ba nhá. Và che chọn rất chuẩn. Chữ nghiệp thì bình thường các bạn học là chữ kiều, các loại nghiệp thì đều là kiều đúng không? Nhưng mà chúng ta có ngư. Ngư không để được trường âm các bạn. Ư mà kết thúc ư cho nên sẽ là kiều. Đừng chọn một đấy các bạn. N2 ơi, sợ cầu xin mọi người đừng chọn một nhá. Ba, nhớ chưa? Rồi, Sugi, câu 29 ạ. Chúng ta có từ gì ạ? Vạn nhất.
Vạn nhất, ồ thủ cứ cầm ô đi. Vạn nhất trời mưa thì sao? Đúng không ạ? Vạn nhất là gì đây mọi người ơi? Man ichi phòng trừ vạn nhất thì thôi cứ chuẩn bị đi. Được chưa? Và câu cuối cùng, câu số 30. Câu này trong đề tháng 7 năm 2011 nhá. Tu lúc cự là đăng ký đúng không mọi người ơi? Tu lúc cự đăng ký là mấy ạ? Đăng ký số điện thoại thì có phải trả tiền không? Đăng ký cái gì nhất là phải dùng tiền. Tiền phải có một kim đúng không? Cho nên sẽ là một đúng không ạ? Chuẩn luôn. Một nhá. Tô lúc cự là đăng ký sẽ là bộ kim này. Còn cái bộ mịch này, sợi chỉ này nó là màu xanh, là Midori sợi chỉ màu xanh nhá. Đừng nhầm. Rồi chúng ta có câu 31 ạ. Câu 31 à, khai mạc cái lễ hội đúng không? Khai mạc lễ hội này rồi là khai mạc thế vận hội. Con người sẽ khai mạc ở trên núi. Con người khai mạc ở trên núi nhá. Nhớ là nó có bộ nhân và bộ nhà ma này. Con người sẽ cầm gọn đuốc đi lên trên núi để khai mạc, cho nên sẽ là một. Được chưa nào? Rồi, Suki. Câu số 32 ạ. Câu này thi trong đề 2013 nhá. Ôi giời mọi người ơi, năm 2010 đã thi rồi, nhưng năm 2013 thi lại. Đấy, thế cho các bạn thấy cái sự trúng tủ và lặp đề nhá. Vậy mọi người chọn cho CC câu 32 thì là nhanh nhá. Chúng ta có câu này vừa đã chọn rồi, Can you, đúng không? Can you chốt đơn luôn. Đây đây, Can you vừa mới chữa xong. Rồi, câu số 33 nè. Câu 33, chúng ta có từ show tai. Show tai là mời rủ. Bạn thử xem ạ. Mời rủ chọn mấy? Đúng rồi. Một nhá, show tai. Chiêu đãi mời rủ tức là một tay mình làm cái mâm cơm chiêu đãi mấy á, chín cái miệng ăn đúng không ạ? Chín cái miệng ăn. Và tai này là chữ đãi mà, đúng không? Nhá. Còn cái bộ này này, còn cái bộ mình này này. Bộ mình này là trong từ Jiko Shokai. Shokai là giới thiệu bản thân đấy mọi người. Thì giới thiệu tức là chúng ta sẽ người này quen biết người kia để nó sẽ làm cái sợi chỉ liên kết với nhau để mọi người có cái kết nối với nhau. Nên mọi người đi thi thường mọi người sẽ nhầm cái chữ chiêu này với chữ thiệu. Bộ thủ thì là chữ chiêu, tay mình làm chiêu đãi, còn thiệu là giới thiệu người bán chỉ, được chưa? Nhưng đừng bị nhầm nhá. Ok chưa? 34. Chúng ta có từ đề 2016 tháng 7 này. San show đúng không? Hãy đối chiếu đúng không? Đấy. Những cái về cái nội dung cụ thể ngày hôm nay thì hãy tham khảo, hãy đối chiếu với cái tài liệu mà ngày hôm nay tôi đã phát cho quý vị đúng không? Vậy thì san show ở đây các bạn chọn gì? San show là 4 hay là 2 đây? San thì ok rồi, nhưng mà chữ nào là chữ show? Chữ chiếu nhá, chữ chiếu. Tham chiếu là đối chiếu được chưa? Vậy thì đây là chữ cô nhá, đây là san cô cơ mà. Đây san cô là tham khảo, ví dụ chúng ta có sách tham khảo là san cô sổ. Câu này đáp án là 2, san sô là 2 nhá, tham chiếu. Dự ghi, tháng 7 2019 chúng ta có từ em ghi là diễn xuất, đúng không ạ? 2019 á, ghi vào từ em ghi là diễn xuất. Diễn xuất là gì? Được chưa? Em ghi diễn xuất thì chúng ta sẽ có đáp án là 2, các bạn nào chọn 2 là chính xác nhá. 36 chúng ta câu này khó nhá, câu này thì N2, N1 là nó tên tên. N3 thì mình sẽ không thi câu này. Rồi, chúng ta có âm nhạc mà nó gì ạ? Nó Yukina là âm nhạc mang cái tính chất đó là Akarui. Cái từ này sẽ bằng nghĩa về từ Akarui nhá các bạn. Tức là âm nhạc rất là vui tươi, rất là sống động ấy. Chữ dương đi với chữ khí đọc là Yuki. Nó là tính từ đuôi na. Dương khí là mấy ạ? Còn không ạ? Yuki, dương khí nhá. Đây nhá, nhớ nhá. Dương khí ánh mặt trời nhá mọi người, nó sẽ như thế này, nó sẽ có bộ cờ được chưa, dương khí nhá. Còn cái chữ này này, có bộ thủ mọi người rất hay nhầm. Bộ thủ là có trong từ chiên rán ấy, agemono là đồ chiên rán ấy, thì nó mới có cái này nhá, agemono đồ chiên rán, đừng bị nhầm nhá các bạn. Đó, nên câu này sẽ là 3, được chưa, nhớ chưa? Ok, câu 37 các bạn chọn gì ạ? Minogashite nhá, minogashite là bỏ lỡ, đúng không, bỏ lỡ nhá. Rồi, nào, Minoga sự là bỏ lỡ cái gì đấy, đúng không? Bỏ lỡ thì đáp án nhanh thôi, đáp án là Ichiban, đúng không ạ? Minoga sự bỏ lỡ, ok chưa? Thực kỳ nhá, câu số 38 này. 38 chúng ta có gì đây? Đề 2020 các bạn, vừa mới thi xong, rất là mới thôi. Jisen, thực tiễn. Đấy, câu này N2. Thực tiễn là sensei nào? Thực tiễn là mấy đây? Chúng ta có gì xem thực tiễn, đáp án là 2 nhá. Tiễn là cái chân mình phải thật sự mình đi xuống đấy mình khảo sát cơ. Cho nên là sẽ có cái bộ chân này, mọi người nhớ thì thế là số 2 nhá. 39 ạ, đi xúc cự là cái tác phẩm của anh ấy thì có cái màu sắc gì? Có một cái màu sắc rất là khác biệt, đúng không ạ? Khác biệt so với các tác phẩm khác. Vậy thì khác biệt chúng ta có y xúc cự là màu sắc khác biệt. Ichiban nhá. Y xúc cự là Ichiban nhá mọi người. Câu số 40 là các bạn ơi, câu 40/100. Chúng ta có là Shokai, đây mới là giới thiệu này, đây mới là gì cô Shokai, Shokai ste, cho nên sẽ là 3, được chưa, 3 nhá, 3, Shokai bộ mịch.
Câu 41 là các bạn ơi, siêu xúc cự là đi xin việc đấy mọi người. Đi xin việc là tự chức. Đâu là chữ tự đi về chữ chức nào? Ba luôn nhá, tự chức. Đấy, nhớ nhá. Mình sẽ lắng tai nghe xem mình được chức vụ gì, cho nên nó sẽ có cái bộ tai đây là bộ mimi này. Bởi vì mình sẽ lắng tai nghe xem mình được chức vụ gì. Ok chưa? Nhớ cho sensei. Còn đây là chữ chức trong tổng chức nhá, đừng bị nhầm. Rồi, chữ gì? Thì đây ạ, cô dâu là cấu tạo của máy móc. Mọi người nhìn được không? Bộ mộc hay là bộ ngôn, là lời nói hay là cây đây, đúng không? Đó, cho nên sẽ là bộ mộc. Máy móc ngày xưa mà chưa có sắt thép thì sẽ làm từ gỗ, cho nên là sẽ có bộ mộc. Thì mọi người chỉ có chọn 2 hoặc chọn 4 thôi, được không nào? Và đáp án của mình sẽ là 2. Cô dâu là 2 nhá mọi người, được chưa? Còn cái chữ này này, bộ ngôn này, là chữ giảng, trong gọi là giờ giờ học các cô ghi giảng, giờ giảng, giờ giảng ấy, giờ học các cô ghi thì mới dùng đến lời nói, nhớ chưa? Rồi, câu 43. Câu 43 nào, chúng ta có gì đây? Cô sinh. Đó, các bạn làm gì đây? Cô sinh các bạn làm mới đấy, đúng không? Đó, làm mới cái kỷ lục, phá kỷ lục đấy. Phá kỷ lục thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là 1 cho các bạn nhé. Phá kỷ lục sẽ là 1 cho sensei. Câu 44 chúng ta có gì đây ạ? Vô sô xê, độ câu này dành riêng cho trình độ N1. Các bạn nào mà N1 ở đây thì sensei sẽ tặng riêng các bạn câu này. Đấy, chúng ta có gì ạ? Chế độ, đúng không ạ? Vô sô xê độ, chế độ gì ạ? Gọi là chế độ bảo hiểm xã hội ấy mọi người. 2 nhé mọi người. Đấy, câu này là 2 nhá. Chế độ bảo hiểm xã hội thì chúng ta sẽ có 2 nhé các bạn nhớ này. Chúng ta có chữ bảo đi về chữ chứng. Bảo chứng, đúng không ạ? Và mình sẽ dùng cái miệng nói với con người rằng hãy bảo vệ cây. Cho nên cái thằng này là chữ bảo, được chưa nào? Còn chữ chứng là gì ạ? Tôi làm chứng rằng những cái lời tôi nói ra, bộ ngôn đúng không? Nó là chính xác, tôi làm chứng là như vậy. Cái chữ này nó là một cụm này, hồ sơ xê độ nó là một cụm đấy, an bảo hiểm xã hội ấy, giống như thế. Thì cái chữ hộ này nó cũng là bảo trong bảo vệ mình. Chữ xô này các bạn sẽ nhận ra nó trong cái trừ từ cô xô là học hấp. Và nếu mà âm cân nó lòi ra chữ rự, nó sẽ đọc là xà hoa rự. Xà hoa rự cũng nghĩa là làm hại, gây hại đến cái gì đấy. Ví dụ cái sản phẩm này sẽ gây hại đến sức khỏe, đúng không? Chúng ta có là kênh cô nít xà hoa rự. Hay là ảnh hưởng đến công việc sẽ là xí vô tổ nít xà hoa rự. Nó có thể làm hại, tức là sao đấy? Cái hồ sơ xây độ, cái chế độ bảo hiểm này, bảo hiểm xã hội này nó sẽ bảo vệ cho các bạn khi mà có cái gì đấy nó làm hại đến các bạn. Được chưa? Đấy, các bạn N1, N2 lưu tâm giúp xem câu này đã thi rồi nhá. Rồi, câu số 45 chúng ta có game cai là giới hạn, đúng không ạ? Giới hạn các bạn chọn mấy? Ok, 4 đúng không ạ? Game cai là 4 nhá, giới hạn. Ví dụ thái độ của game cai là cái giới hạn thể lực ấy thì sẽ là 4. 46. Xin xe là gì? Chúng ta xin đúng không? Chúng ta xin gia hạn visa, là chúng ta có visa không? Angel, xin gia hạn visa. Xin gia hạn visa này chúng ta sẽ phải dùng đến lời nói, được chưa? Chúng ta bắt buộc phải dùng đến lời nói, cho nên nó sẽ có bộ ngôn ở đây. Bởi vì chúng ta xin mà, nó là chữ thân đi với chữ thỉnh nhá. Thân thỉnh, tức là thân là ôi bản thân tôi nói ra cái lời thỉnh cầu, đúng chưa? Đó, cho nên sẽ là 4 nhá. Đấy, xin xe là 4, thuộc vào xe. Rồi, câu số 47 nào. À, keki. Keki thì sẽ là phục hồi, cai phúc cự này. Phục hồi của tình hình kinh tế, đúng không? Keki tình hình kinh tế sẽ là 3 nhá. Cảnh khí đúng không? 3. Đó, câu này rất dễ, các bạn N3 các bạn ấy cũng khoanh được luôn. Rồi, câu số 48 nào. 48 á. Chúng ta có gì đây? Tô nan. Các bạn nhìn thấy tô nan chưa? Tô nan đây. Tô nan là cái gì đây? À, để phù xe ngự, để phòng ngừa cái tình trạng đó là trộm cắp, đúng không ạ? Tô nan ở đây là nạn trộm cắp, thì người ta đã lắp những cái gì ạ? Cái CCTV, cái camera phòng phạm này, đúng không ạ? Vậy thì nạn trộm cắp ở đây tô nan là gì? Hay đáp án của mình sẽ là 2 nhá, đúng không? Nan này thì là trong gọi là một dư ca si là nạn, đúng không? Vấn nạn gì đấy. Còn tô này là trong trộm cắp đấy, đạo đấy, đạo trích đấy, đó. Nhớ nhá, vấn đề trộm cắp là nạn trộm cắp là tô nan, được chưa? Rồi, dư ghi câu số 49 rồi. Câu 49 chúng ta có gì đây? Bổ siêu, đúng không ạ? Tuyển nhân viên. À, nhớ nhá, tuyển người chúng ta sẽ dùng đến sức lực, được không ạ? Tuyển người dùng đến sức lực nó nên nó phải có cái bộ chi cà rà, được chưa? Có cái bộ chi cà rà thì đáp án sẽ là 4 hay là 1. Bạn thử nhìn xem, tuyển người phải dùng sức để mà gọi nhân sự với bên mình, đúng không? Thì nó sẽ là 4 hay là 1 đây? Đấy, đó là đáp án là 4 nhá. Bổ siêu, 4 luôn, được chưa? Ok không ạ? Rồi, câu số 50. Ok, câu 50 sẽ là trong đề 2013 đã thi rồi. Chúng ta có từ cô ghi là giờ giảng đấy, đúng không ạ? Giờ giảng, giờ dạy học đấy mọi người.
chữ giảm đi và chữ nghĩa, giảm cho học sinh cả. Cái này nghĩa là gì, cái này nghĩa là gì, cho nên là ba nhá. Nhưng mà đi thi rất nhiều bạn chọn hai nha, chữ nghị trong từ cai ghi đó, các bạn đừng chọn sai nhá, được chưa? Đó, còn cái bộ mộc cây này là trong từ cô dô, là cống tắc của máy móc, được chưa? Các bạn đã chuẩn bị gì cho kỳ tháng 12 năm 2023 chưa? Và nếu ở thời điểm hiện tại mọi người chưa ôn gì thì mình tin chắc là các bạn đang rất lo sợ và hoang mang, đúng không nào? Và để đồng hành cùng với mọi người trong đường đua này thì Diki sẽ mở lớp 50 ngày ăn ngủ trúng tủ GLPT, học cấp tốc trong thời gian ngắn kịp độ cho kỳ tháng 12 năm 2023. Và đây là lớp học tập trung, học chuyên sâu, đọc nghe cùng tốt sensei của Diki, cam kết tăng 20 điểm cho các bạn trong kỳ thi lần này. Các bạn hãy nhanh tay comment NK xuống dưới phần bình luận để được giảm ngay 600.000 khi đăng ký khóa học. Và đặc biệt với khóa học này, chúng ta sẽ được tặng một bộ bí kíp luyện thi GLPT tháng 12 năm 2023 và khóa học ôn tập kiến thức cùng trình độ. Comment ngay NK để nhận nhiều ưu đãi từ Diki các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng sang câu số 51. Chúng ta có từ kỳ phụ nha các bạn. Kỳ phụ là quyên góp, đúng không ạ? Quyên góp đâu? Mọi người cho CC. Đáp án phải là 3 thôi. Ký phó là quyên góp tiền để từ thiện các thứ đấy. Ba nhá. Rồi, câu 52 nè. Câu này thi trong đề tháng 7 năm 2010. Và chúng ta có từ này là gì ạ? Các bạn nhìn được không? Đây chúng ta hỏi về âm cân của chữ bị trong từ duyên bi là chuẩn bị đấy. Thì âm cân của nó đứng một mình sẽ đọc là gì? Sô na e rự. Đúng không ạ? Chúng ta chuẩn bị cho cái gì đấy sẽ là sô na e rự. Rồi, Sugi. Câu số 53. 53. Trong đề tháng 7 năm 2015 chúng ta có từ này, đúng không ạ? Chủ quan lơ đãng, đúng không ạ? Chủ quan lơ đãng cho sensei ạ. Rồi, đáp án của mình là 4 nhá. Yêu đăng, đúng không ạ? Du đoạn, chữ du thì với chữ đoạn đọc là yêu đăng, 4 nhá. Chủ quan lơ đãng, được chưa? 54 chúng ta có gì đây? Meyo, câu này sẽ dành cho các bạn N1 thôi nhá. Đáp án chúng ta có gì đây ạ? Meyo, ký dự từ cây được là làm tổn thương nhá. Khi dự là vết thương, dự kê lực là làm tổn thương. Khi dự dự kê lực là làm tổn thương ai đấy, được chưa? Thì chúng ta có meyo là danh dự, danh là tổn thương danh dự của người khác. Thì cái danh dự này các bạn chọn mới đây, đúng không? Danh dự thì sẽ thể hiện qua lời nói, đấy là điều sensei của các bạn nhớ nhá. Cho nên nó sẽ có cái bộ ngôn ở dưới này và chữ danh trong từ yume, được chưa? Một nhá. Câu 55 nào. Câu 55 chúng ta có gì đây ạ? À, những học sinh từ cái địa phương đó. Cái địa phương đó là đọc là cái gì đây mọi người? Rồi, chúng ta sẽ có cách đọc là Jimoto. Đúng rồi, chúng ta sẽ đọc là Jimoto với các bạn, cái địa phương đấy. Được chưa? 4, ok. 56. 56 chúng ta có gì đây ạ? Angel. Angel là cái gì? À, đúng không? Anh trai tôi thì nhận được cái viện trợ học phí, đúng không? Gặp cư hi. Viện trợ nào? Trợ là trợ giúp. Trợ giúp phải dùng đến sức lực, đúng không? Còn viện trợ là giúp đỡ ai đấy thì mình sẽ chia cái tay ra. Mình chia tay ra mình đưa sức lực mình giúp đỡ người ta, đúng không ạ? Vậy đáp án câu này là mấy đây? Đưa tay ra giúp đỡ người khác cơ mà. Bộ thủ đây sẽ là 4 nhá. Đáp án là 4. Được chưa? Rồi, rất tốt. 57 nào. Chúng ta có từ cô si. Cô si là giáo viên, giảng viên của cái giúp cụ này là kiểu trường tư thục ấy. Ừ, lớp học thêm ấy. Ờ, lớp học thêm thì sẽ dùng hơn là giúp cụ, đúng không? Rồi, vậy cô si là giáo viên này các bạn sẽ chọn mấy ạ? Giáo viên thì sẽ không phải là bộ mộc rồi, đúng không? Mà sẽ là giáo viên dùng lời nói. Vậy thì sẽ là 3 hay là 4 đây? Và đáp án của mình sẽ là 3 nhá. Đấy, cô si ở đây sẽ là 3. Được chưa? Nhớ nhá. Sư này. Chữ sư trong mọi từ kêu si cũng có đấy. Lào sư đó, là giáo viên đấy. Được chưa? Rồi, 58 đó các bạn. Xin kê nhá mọi người. Xin kê là suy nghĩ mà gọi là nghiêm túc về cái gì đấy, đúng không? Câu 58 này. Suy nghĩ nghiêm túc về tương lai, đúng không ạ? Xin kê. Vậy đáp án sẽ là mấy đây? Ừ, 2, được chưa? Sẽ là chữ chân đi và chữ kiếm nhá. Kiếm thật, kiếm thật ấy, ngày xưa người ta chém nhau là chém bằng kiếm thật luôn. Cho nên là xin kênh sẽ là thật cực kỳ là nghiêm túc. Là nó có cái bộ đao kiếm này. 2 nhá. Ừ. 59 à. Câu 59 à. Chúng ta có gì đây? Sạt dưới là chụp ảnh thôi. Xem sẽ hỏi các bạn N3, câu rất đơn giản thôi. Chụp ảnh thì sẽ là gì? Các bạn dùng tiền à? Hay các bạn dùng tay để chụp ảnh? Đúng không? Vậy thì sẽ là 2 hay là 4 đây? Mình trả lời câu này rất là nhanh thôi. 2 là 4 ạ. 4, được chưa nào? Chúng ta chụp lại cái bóng dáng của ai đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là cà ghê này, được chưa? Nhớ nhá, chụp lại bóng dáng của ai đấy. Cho nên câu này đáp án là 4 ạ. Câu 60, chúng ta có vận chuyển nhá. Những cái gọi là hành lý, hàng hóa ấy. Hàng hóa là cái gì đây các bạn ơi? N2 nè. N2 cho xem nào, N1 nè. Đấy, hành lý này. Cái này mình hay gọi là hàng hóa đúng không? Hàng hóa sẽ là gì ạ?
Kamotsu, chuẩn luôn. Hàng hóa chúng ta sẽ đọc là Kamotsu nha các bác. Nhớ nhá, Kamotsu. Tóm mốt cho sensei nào, cuối tháng 9. Cuối tháng 9 các bạn chọn gì đây? À, Gaijun, đúng không? Bao luôn. Gaijun, đúng không? Ok, đây, nhớ nhá, cuối tháng. 62 nào, 62 chúng ta có trừ tuyển. Chữ trừ đi với chữ tuyển có nghĩa là chúng ta gọi là gì đấy ạ? Chúng ta bốc thăm ngẫu nhiên á. Câu này sẽ là trong đề N2. Thì chúng ta sẽ đọc là gì đây? Đáp án của mình sẽ là, đúng không? Chính xác là 1 nhá. Ok, nhớ chưa? Đâu, 63 nào, chúng ta có gì đây? Shiteki. Shiteki là bị sensei chỉ trích, đúng không nào? Chỉ trích sẽ là gì đấy các bạn? Chỉ trích nhá. Đúng không? Chỉ là mình sẽ dùng cái tay. Mình sẽ dùng cái tay mình chỉ trích người khác. Vậy thì sẽ có cái tay. Tay ở đây thì sẽ là 2 hay là 1? Được chưa? Đáp án sẽ là 2 nhá. Chỉ trích sẽ là 2. Được chưa? Mang cái nghĩa đó là tiêu cực, mang nghĩa xấu. 64 chúng ta có Kaigo nhá. Câu này rất nhiều bạn làm sai. Câu này N2. Kaigo là công việc gọi là công việc chăm sóc người già ấy mọi người, hộ lý đúng không? Chúng ta nhớ nhá, các bạn chọn sensei cô này sẽ là 2 nhá. Đấy. 2, được chưa? Kaigo là chăm sóc cho người già. Thế còn hộ lý gọi là trợ y tá cho của bác sĩ bình thường ấy, không liên quan đến người già ấy, thì chúng ta có từ Kango nhá. Đấy, các bạn hay bị nhầm hai từ này. Còn Kaigo là chăm sóc cho người già, 2 nhá. Rồi, 65 là chúng ta có từ Tokushu. Tokushu na camera là kiểu như là máy chụp ảnh mà nó đặc thù ấy, hay là chúng ta có những cái giấy phép Menkyo, chúng ta có những cái giấy phép lái xe đặc thù, ví dụ như lái container, lái xe tải đúng không, lái máy bay chẳng hạn. Thì lúc này cái Tokushu đặc thù này chúng ta chọn mấy á? Đặc thù chúng ta sẽ chọn là 2 các bạn, nhớ chưa? Đặc thù sẽ là 2, từng bị nhầm nhá. Rồi, 66 năm 66 chúng ta có gì đây ạ? À, một lần nữa. À, đây đây các bạn ơi, một lần nữa các bạn chọn gì ạ? Đúng không? Một lần nữa chúng ta có là sai độ thôi. Đơn giản là bằng số 2. Sai độ. Được chưa? Rồi 67 nè. 67 chúng ta có là, đây các bạn ơi, hận đúng không? Rất là hận một ai đấy. Hận một ai đấy chúng ta chọn gì ạ? Rất là hận một ai đấy. Hận ở trong tim này. Đúng không? Hận ở trong tim này. Hận thì sẽ là mình cười nhé. Mình hận những cái miếng thịt. Ngày xưa sẽ có một cách học là mình hận những cái miếng thịt, mình cười. Được chưa? Hận thù đây. Ba nhá, căm ghét đây. 68 chúng ta có gì đây ạ? 67 và 16. Đúng không? Cái từ này thì nó sẽ bằng một cái từ gì trong tiếng Anh đây? Review ấy mọi người. Gọi là bình luận về cái đấy ấy. Nó sẽ bằng từ review trong tiếng Anh nhá. Các bạn chọn ra xem câu 68 nào. Hihyo nhá. Hihyo, review, bình luận đúng không ạ? Đánh giá. Rồi, 69 nhá. 69 là từ vựng nhá các bạn. Ugesa đồng nghĩa là cái gì ạ? U bà là nói quá lên đấy mọi người, nói quá lên. U bà nhá, u gê xạ nghĩ như đấy. Rồi, từ khi chúng ta có câu 70 là gì ạ? À, shincho đúng không, có nghĩa là thất trọng. Shincho, các bạn chọn ra xem từ đồng nghĩa nào. Thế thất trọng chúng ta sẽ chọn 4 nhá. Juben chuiste được chưa ạ? 71 mizukara từ đồng nghĩa nào, cho xem từ đồng nghĩa từ à chuẩn luôn, jibun đúng không, jibun tự mình làm cái gì đấy đúng không, jibun. Nào chúng ta có 72 nào, quá dư cả mí, cái hên cả là cái thay đổi mà nó quá dư cả mí là thay đổi như thế nào. Quá dư cả mí là một chút thôi mọi người nhá, nó sẽ bằng sự cô si. Quá dư cả mí sẽ bằng sự cô si một chút thôi, được chưa, nó là văn cứng nhá. Từ khi 73 người ta bắt chúng ta chọn từ đồng nghĩa của kutakuta. Kutakuta là từ đồng nghĩa của cái gì mọi người ơi? Kutakuta là cực kỳ mệt nhá, kiểu kiệt sức ấy, kiệt sức. Hiroku tsukareta. Cực kỳ mệt. Kutakuta. Nhớ nhá, kutakuta. Được chưa? Từ đi. Câu số 74. À, kutsuroide. Kutsurogu nhá mọi người. Kutsuroide là của N2, sẽ nhớ là N2 thi. Câu này. Kutsurogu là chúng ta như thế nào? Kutsurogu là thư giãn đó mọi người. Thư giãn đúng không? Relax cực sự đấy mọi người. Đây. Relax cực sự. Thư giãn. Relax cực sự. Ok chưa? Đó. Nhớ kutsuroide nhá. Câu 75 nào. Đề 2011 thi nhá. Chì di mự. Cái áo của mình nó bị chì di mự là nó bị gì hả mọi người? Chì di mự nó co lại. Co nhỏ lại. Cho nên đó sẽ là 1 nhá. Chì sa cụ nạp tệ.
đúng không ạ? Chi sao cửa nạp tên nó co nhỏ lại mà, cho nên sẽ là một, được chưa? Ok nhá. Rồi 76 nè, thù đi ai ê dự, thù đi ai ê dự thì sẽ đồng nghĩa với cái nào ở đây? Cho nên là thù đi ai dự ở đây đáp án sẽ là 3 nhá. Ít chiều, nhất ứng ít chiều. Thù đi ai dự bằng ít chiều có nghĩa là ta thời trước mắt hãy làm gì đấy. Rồi câu 77 nè, chúng ta có hikikaesu. Hikikaesu có nghĩa là đồng nghĩa với cái gì các bạn? Mình đang đi ra, mình quay trở về là morosu nhá. Morosu. 78, chúng ta có 2015 thi nhá. 2015 và đây là N2. Yaya đồng nghĩa với cái gì các bạn? Yaya, đúng không? Một chút thôi. Scoshi tốt chuẩn luôn. Scoshi nhá. Yaya bằng scoshi. 79 đề 2014 ạ. Ờ, chúng ta có suzushi. Suzushi từ đồng nghĩa của nó là gì các bạn ơi? À đúng rồi, urusai nhá. Suzushi sẽ bằng urusai. Bằng sawagashi nhá. Phải viết từ sawagashi. Comment trên tên nhá. Câu này thi đề N2 năm 2014. Ôi sợ quá đỉnh luôn. Câu 80 đề 2010 nè. 82. Câu này trong trình độ N2 nhá. Bực quá, bực quá. Đúng không? Bực ca, bực ca. Bực quá ấy. Nó sẽ đồng nghĩa với cái gì đây? Nó quá rộng nên mình bực, mình tuy không vừa nó rộng thùng thình nên mình bực. Nhớ nhá, bực quá bởi vì rộng. À, mình sợ cho nó đây nó rộng cho nên là totemo oki ne 4 nhá. 81 2012. Từ này là gì đấy ạ? Vi diệu đúng không? Ừ, âm thanh như thế nào đây? 1, đúng rồi. Chuẩn luôn, hen nhá. Okashi hen, kỳ lạ, âm thanh kỳ lạ. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Rồi, câu 82 đề 2020. Shinken đồng nghĩa với cái gì hả mọi người? Majime, đúng rồi. Nghiêm túc. Majime. 83 nè, đề 2014. Rồi, cái này sẽ dành cho các bạn N2 và N1 nhá. Chúng ta có từ này đọc là gì các bạn không? Shubatsu gì? Magiwa. Thôi các bạn nào không nhớ thì sẽ nhắc lại. Từ này đọc là Magiwa. Ngay trước lúc bắt đầu cái gì đấy, đúng không? Câu này có nghĩa là ngay trước cái lúc tôi xuất phát ra đây thì có điện thoại gọi đến, đúng không ạ? Ngay trước lúc chuẩn bị làm gì đấy, ngay trước khi nhá, nhớ nhá. Đây là ngay trước xuất phát và từ này đọc là Magiwa. Thì cái từ đồng nghĩa của nó là gì? Nên thích chữ là ngay trước mà. Nên tích chữ là ngày trước không liên quan đến chục cư dê mà. Một nhá. Mà ghi qua sẽ bằng chục cư dê. Với nghĩa là ngay trước khi. Thế sẽ tiên tri là nó sẽ thi câu này. Nên các bạn học thuộc của sensei. 84 chúng ta có từ Kotonarimasu. Chủ đề nó Kotonarimasu. Tức là nó gì đây? Rồi chủ đề Kotonaru ấy mọi người, chữ dị đấy. Nó âm cưng của chữ dị ấy. Tức là nó sẽ khác nhau. Đúng rồi. Chigaimasu ne. Chigaimasu. Rồi 85 chúng ta có là gì? Kuroji. Đã biết đọc từ này không? N2, N3 nè. Chúng ta có Kuroji và Akaji đấy. Các bạn có phân biệt được Kuroji và Akaji cho sensei không? Thẻ đen sẽ dành cho người giàu, còn báo động đỏ là bị lỗ, cho nên Akaji là bị lỗ, thâm hụt. Còn Kuroji là lãi suất nhé. Bởi vì người giàu dùng thẻ đen mà người giàu đâu dùng thẻ đỏ đâu, đúng không? Cho nên Kuroji ở đây sẽ là VAT, là lợi nhuận hoặc là lãi suất. Câu số 86 ạ. Cái cách suy nghĩ của anh ý Amai. Thế có nghĩa là gì hả mọi người? Cách suy nghĩ của anh ấy ngọt ngào à? Cách suy nghĩ của anh ấy Amai ngọt ngào tức là gì? Đấy, thử nhìn nó lên nè. Cái cách suy nghĩ mà Amai, cái cách suy nghĩ của các bạn có rất là nhiều vấn đề. Theo cái nghĩa xấu nhá. Cách suy nghĩ của anh ấy còn rất nhiều vấn đề, cần phải xem xét lại. Nhớ cho nên câu này 4 nhá, câu này đi thi N2, N3 này. 87 trong đề 2015. Chúng ta có từ Osoraku. Osoraku là từ đồng nghĩa của cái gì hả các bạn ơi? Osoraku là từ đồng nghĩa của Tabun nha mọi người. Có lẽ đúng không? Có lẽ là anh ấy không đến đâu. Osoraku bằng Tabun, nhớ cho sensei. 88 đề 2013 nhá. Oyoso đúng không? Nào, thử chọn cho sensei. Đại khái khoảng bao nhiêu đúng không? Đai tai. Đúng rồi, khoảng nhá, đai tai. Mọi người ơi, 89 này thì sẽ là N2, N3 này. 2016 thi rồi nhá, xung đột đúng không? Xung đột đó là gì? Shototsu. À, Butsukaru, đúng không? Xung đột và va vào nhau. Câu số 90 trong đề 2016 và cho các bạn N2. À, chúng ta có Ikinukimasu, đúng không? Ikinuku. Chúng ta hãy nên là Ikinuku một chút. Yasumu, đúng không? Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Yasumu. Câu số 91 nè. Chúng ta có từ Tokuni, đúng không? Anh ý đã về Kaerimasu. Start, ấy. Tokuni ở đây sẽ đồng nghĩa với cái gì?
Dư tụ mày đi. Đã từ rất lâu rồi, trong anh tình nghĩa hai tiếng yêu thương. 92. Đề bao nhiêu đây? Đây là đề 2017 đấy các bạn. Chúng ta có từ mực các số cự. À, cái này thằng kia các bạn N1 nhá. Đúng không? Nếu mà bị nói như vậy thì tôi nghĩ là ai cũng sẽ mực các số cự thôi. Vậy mực các số cự là cái gì? Khó chịu nhá mọi người. Okuru. Mực các số cự ở đây. Mực các số cự nó sẽ bằng okuru là khó chịu cáu bẳn ấy, nhưng mà người tôi kia không nói ra. Các bạn N1 nếu xem câu này nhá. Mực các số cự bằng okuru. Rồi. 93 thì chúng ta sẽ có gì đây ạ? Đề 2016. Hikyo nè. Ừ. Đúng không ạ? Anh ấy có cái cách chơi đó là Hikyo. Gian xảo, dơ bẩn, khôn lỏi là Hikyo nhé các bạn. Rồi, Zurui, đúng không? Hèn hạ, dơ bẩn, đê tiện, hai nhá. Đúng rồi. 94 này thì trong vẫn trong đề tháng 7 năm 2017 và dành cho các bạn N2 cho em ạ. Okubyo. Một người mà có cái tính cách Okubyo là người như thế nào mọi người? Có thể bạn chọn một nhá. Là các bạn mà không chưa học từ đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ bio này trong từ bioki là bị ốm ấy, nên các bạn sẽ chọn một là kiểu hay bị ốm. Không phải nhá, đáp án là hai, được chưa ạ? Okubyo là những người rất là nhút nhát. Nan demo kowagaru. Câu số 95/100 ạ. Chúng ta có đề 2014. À, okanjo wa sumashimashita. Okanjo đây nó sẽ bằng okaike đấy, mọi người biết okaike không? Đi ăn xong rồi bảo là okaike onegaishimasu, đúng không? Thì cái kanjo này nó hơi văn cứng một chút. Okanjo wa sumashimashita thì nó sẽ đồng nghĩa với cái gì? Okane haraimashita, mình đã thanh toán rồi, mình đã trả tiền rồi. 4 nhá, được không nào? Rồi, 96 cho các bạn N2 2017 nhá. Mare. Đây là một cái ví dụ rất là mare. Đây là một hiện tượng rất mare. Cái vụ án này rất là mare. Mare là cái gì các bạn? Mare. Đáp án của mình là 3. Hotondo nai. Desu ne. Hầu như không có. Bởi vì sao từ mare cũng nghĩa là hiếm. Hiếm khi xảy ra. Nó bằng với từ mezurashi đấy mọi người. 97 cho các bạn N2. N1 cũng thi câu này trong đề 2018. Dụng tâm đọc là gì mọi người ơi? Yojin. Đáp án là gì ạ? Kiyotsukeru. Cẩn trọng, đúng không? Lưu tâm, lưu ý, cẩn trọng. Được chưa? Đó. Rồi, 98 rồi. Trời ơi, 98 trong đề 2019 nhá. Và câu này dành cho các bạn N3 đi. CC dành tặng cho các bạn N3. Ochikomu, từ đồng nghĩa sẽ là gì? Đó. À, 3, đúng rồi. Gakkari suru. Nhớ nhá. Gakkari suru là thất vọng. Ochikomu sẽ là thất vọng bằng từ gakkari suru. Tsugi, câu số 99 rồi các bạn ơi, 99 trong đề N2. Rồi, chúng ta có 2019 á. Seippai, chúng ta làm một cái gì đấy mà chúng ta gọi là se là trong cái tinh thần ấy, seishin á. Đó, vậy thì cái tinh thần của mình nó ippai. 2, isshokenmei làm hết sức của mình, nó isshokenmei. Mình chốt đơn câu số 100/100. Awarena jinsei. Một cuộc đời mà nó awarena. Thì câu này thi trong đề N2 năm 2018. Chúng ta có awarena là cuộc đời rất là đáng thương. Thế đây các bạn, kawaiso. Kawaiso tức là rất là đáng thương. Chúng mình kết thúc 100 câu/100 câu thử thách ngày hôm nay ạ. 100/100 câu đề thi thật cho cả 3 trình độ N3, N2, N1 thì CC đã chữa hết rồi. Và hôm nay chúng ta học từ vựng chữ Hán nha các bạn. Bye bye, otsukare sama deshita. Bye bye.